Đấy. Những cái gỗ này thì ban đầu cũng từ là lũ em cũng bảo luôn rồi, chắc là cái gì tận dụng được thì sử dụng, còn cái gì mà không tận dụng được chắc có lẽ là sau này là để đun củi thôi. Khâm xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với hai kênh Nắng Mai TV và Hoa Đá Cao Nguyên. Ngày hôm nay buổi chiều anh em mình tiếp tục cùng đồng hành với nhau, và hiện tại thì đang có mắt ở nhà lũ em. Ngày hôm nay thưa các bác, là các bác nếu có xem video trước thì các bác cũng thấy rằng là một cái tiến độ dọn dẹp đất đã hoàn thiện. Anh em mình hôm nay quay trở lại để mà xem những cái công việc còn tồn động của nhà lũ em làm sao mà có thể giải quyết dứt điểm càng sớm càng tốt, và hiện tại là vào thời điểm cuối tháng 3 rồi, làm xong để anh em mình còn bàn giao nhà và tiếp tục là đi làm những công việc còn tồn động cũng như là công việc bắt đầu để mà hỗ trợ một cái hoàn cảnh mới của anh chị ạ. Đấy. Không biết là cái gác xếp thì là hôm nọ anh là bắn vào kia là ổn rồi đúng không? Ok rồi, bây giờ là chỉ lo lấy tận dụng những ván này, ván mà tháo kia ra xong là như hôm em bảo ấy. Vâng. Anh sẽ mang mượn một cái máy bào và một cái máy cắt gỗ vào, hướng dẫn cho lúa nó bào xong là cắt bắn lên đấy thôi. Vâng. Em xem là cái gác xếp trong buồng ấy, có lên làm không? Trong buồng ạ. Rất là nhiều những ý kiến của cô anh chị là cũng góp ý làm một cái gác xếp trong buồng, nhưng mà để mà làm trong buồng làm sao mà tinh gọn được thì tí nữa có thể anh em vào ngó ngàng qua. Với góc độ của một người thợ thì anh có thể chia sẻ với em làm thế nào cho nó hợp lý nhất, bởi vì là cháu Khâm thì chưa có một cái kinh nghiệm gì làm cả. Bản thân thì là làm một cái ngôi nhà cấp 4 là nó cũng mái nó cũng chỉ đến vậy thôi, nếu mà làm thiết kế thêm một cái gác xếp vào thì bản thân cháu Khâm là không biết là nó có được tinh gọn hay không. Thì tí nữa nếu mà có làm thì anh em sẽ ghi hình, và dưới những cái sự góp ý của anh Công cũng như quý vị khán giả thì anh em mình sẽ, nếu mà làm một cái hợp lý cũng được để mà đồ dùng cần thiết, chăn màn mùa đông các kiểu đấy thì quá tốt. Mình sẽ làm nhỏ nhỏ bé bé thôi, vì là nó chỉ mất có vài thanh sắt thôi, còn ván gỗ của lũ em còn nhiều thì đằng nào cũng một công đôi việc, nếu mà làm được cho nó thì tốt. Được rồi, anh em mình sẽ xem tiếp tục là ghi hình, và những cái công việc còn tồn động lại của gia đình lũ em thì anh em mình sẽ bố trí làm sao trong ngày hôm nay phác đồ lại hết và anh em làm dần cho xong đi. Đấy, thật sự ghi hình nhiều thì không biết là cũng nên ghi hình cái gì nữa, mà một khi anh em đã lên bản thì đồng hành với nhau đi đường xá xa xôi rồi lên là cũng muốn ghi hình được những cái thước phim, thứ nhất cho cô bác anh chị xem, thứ hai là cũng muốn là kênh phải có video liên tục để cho anh em đi làm, anh em đăng lên các bác ạ. Đấy, cái này là thừa anh, thế là phải trở về à? Hôm qua em thấy lúa là xe nhà mình hỏng à? Xe em nọ mấy nhà, hai anh em đi vào chở hai cuộn lúa này vào này. Là bị hỏng à? Vào đây là tự nhiên hôm về là không nổ máy gì nữa. Cứ để tạm đây xong là đằng nào vẫn phải còn một chuyến đồ còn nữa. Vâng. Thì là những cái đồ này anh sẽ dọn hết. Đấy. Vất vả thế đấy cơ bác ạ. Xe đi lên đến bản là bị hỏng. Bây giờ là những cái ấy này, bây giờ là bằng này bột làm gì đủ, em phải xử lý bột thật. Này chỉ gọi là đủ để mà các anh làm bể vẫn sử dụng đến nữa có đấy, mà bể thì có khả năng là chỗ này vẫn chưa đủ, chỗ đấy anh nghĩ là đủ. Đủ không? Chỉ đủ cái bể thôi, đủ còn không? Những phần này là nếu mà em ý tưởng mà bể mà chỗ này xi này đủ không, anh nghĩ là đủ. Thế thì thôi đã giúp cho chót thì là cái sân đấy thì là anh em bố trí cái xe ba khối nó chở thêm bột với lại mấy tải xi măng lên nữa. Thì là đất bây giờ vợ chồng là cũng đã đổ ở đây, và trong cái quá trình thuê là mọi người cũng đã đổ ở đây rồi, thì là bây giờ chỉ san lại này. Rồi tới này anh em làm bể thì không biết là anh thuê thợ hay là như nào? Bể thì như này, bể bây giờ là thợ đợt trước thì thao nó cũng bảo là lúc nào làm thì nó hộ, nhưng bây giờ đội thao cũng bận quá. Đấy, có người thì anh Hờ, anh bảo anh biết xây thì kết hợp. Nếu mà không ấy thì em tạo điều kiện cho anh Hờ cùng nhau làm chỗ này này. Được. Cái sân thì nó, cái sân thì là nó anh Hờ cũng bảo là sẽ góp công sức hộ. Và cái này anh em mình gọi vật liệu lên, có lẽ là chỗ này thì khoảng hơn 2 khối bột thôi.
Đấy thì anh em mình nếu mà có xe 3 khối thì thuê người ta chở lên một chuyến và kèm theo khoảng chục bao xi nữa. Đấy thì giải phóng cho nó gọn gàng sạch sẽ đi. Anh em mình bản thân Khâm, nguyên bản thân cháu Khâm thôi là làm cái căn nhà đến thời điểm hiện tại là chỉn chu hết rồi, cũng không thể vì những cái phần ở ngoài ngoài này mà làm cái ngôi nhà nó khuôn viên nó không được đẹp thì anh em mình cũng hơi là không được bằng lòng lắm. Thì là cũng muốn là nó cũng không hết đáng kể bao nhiêu đâu, nhưng mà giải vào thì các bác biết rồi, sạch sẽ đấy, mưa về là cũng không có quan ngại gì cả. Đấy thì là hai bên gia đình dù là A Sử rồi là A Báo bên cạnh thì đi lại nó cũng sạch sẽ, cũng không có vấn đề gì bà con cả. Bây giờ đất đai vào thì nhiều khi là đi lại, nói thật thì là video trước các bác thấy là tâm sự là người ta nói lỗi em, xong người ta nói lỗi em hai vợ chồng không biết làm gì thì lại đến nói gia đình A Hở đấy. Thành ra là anh em mình trước khi rời đi là cũng muốn làm sao mọi cái công việc nó vẹn toàn hết. Đấy thì theo em thì là em sẽ gọi thêm bột lên đấy và chờ kèm thêm chục ba xi nữa. Nhưng mà cái vấn đề bể là vật liệu là ổn hết rồi chứ anh? Ổn hết rồi. Bây giờ chỉ sắt thì vẫn còn đúng không? Sắt vẫn còn, gạch thì đã có rồi, xi bột cát vẫn còn. Thì kết hợp luôn. Đấy. Anh em mình làm anh em mình dồn vào cho nó ấy thôi. Còn đây này cái đất này. Hôm vừa rồi nó mưa một tí mà đi vào đây, đi anh em mình đi vào nó còn như kiểu là bùn rồi. Đúng không? Chính xác. Đấy các bác ạ, anh em muốn làm sao là nó sạch sẽ gọn gàng hết đi, cho lối em xong xuôi hết đi. Đấy, có lẽ là sẽ làm xong những cái phần này, anh em mình vẫn phải lên và làm xong hết vẫn cái này thì là anh em sẽ có một cái video bàn giao nhà, công khai hết những cái khoản anh em mình đã chi tiêu. Khác với những cái trường hợp khác thì anh em mình công khai ở đây ngôi nhà của lối em sẽ làm sao cộng dồn hết tất cả những cái khoản chi phí. Những cái khoản mà cô bác anh chị đưa riêng cho vợ chồng thì anh em đã thể hiện trên video hết rồi. Và những cái khoản nào mà mua nhu yếu phẩm các bác nhờ anh em mua luôn thì anh em cũng thể hiện trên video rồi. Còn những cái mà anh em chưa công khai trên video và trong cái quá trình làm nhà thì hai kênh sẽ kết hợp với nhau có một cái video công khai đầy đủ hết. Và tiện thì là bàn giao nhà cửa cho hai vợ chồng. Đấy, vừa hai hôm vừa rồi là mưa khá là to thì Khâm cũng bảo hai vợ chồng chủ động thôi là thu xếp đồ đạc để mà chuyển hết vào nhà mới đi. Hiện tại thì cái chỗ gác xếp chưa xong thì là đồ đạc chưa bỏ lên trên đấy được. Hôm nay anh em mình lên để bố trí nốt xong những cái công việc đấy. Đấy, để mà dọn dẹp sạch sẽ lại nhà cửa đi. Hôm nay là em vào là thấy hôm qua vào là đấy là anh bắn xong hết rồi. Đây có bếp bẩn thì anh em mình xin phép là không bỏ giày nữa, anh em đi luôn và bảo vợ chồng lau sau. Ở đây thì là thấy anh Công là bắn khung sắt anh cho lên rồi mà. Bắn hết khung sắt rồi. Đấy. Một cái độ cao như này thì quá là thoáng như nhà tắm rồi đúng không anh? Thoải mái. Thì vì thằng em Thao cũng làm hai ô thoáng, một bên dưới, một bên trên. Đúng rồi. Quá là ok. Có cần xây cái một cái đường lên không? Cần đâu. Bởi vì chẳng có cũng chẳng chắn cái gì đâu nhỉ, chẳng có con gì lên đấy để mà cần thiết thì mà. Nếu mà em cần nữa, nếu mà em sợ rơi cái gì thì anh hàn cho một cái lan can. Ý à. Em là đấy bây giờ đây hàn một cái lan can từ bên này sang bên này khoảng độ 20 phân nữa đi thì cũng cái đồ gì thì mình xếp 3-4-50 phân cũng được. Thì để đấy. Một cái lối, ví dụ để một cái lối chỗ này để sau này nó bắc thang nó trèo lên, còn chỗ này từ đây ra kia mình đan cái lan can vào đúng không? Mình lan can vào thì bao giờ thì cũng sẽ chắn được nhiều đồ đạc hơn. Đấy, để thì đồ quan điểm em như thế. Đấy. Kể cả sau này được, có mấy bao ngô thì vứt lên đấy thoải mái. Ngô nhà lúa hai vợ chồng làm được bao nhiêu lắm trên này để được hết. Đấy. Ngô thì không quan trọng ở trong này. Trong này thì nó để đồ dùng các thứ, cái gì thừa thì để lên được, vì là đây ngoài sân đây thì còn rộng mà. Vâng. Thì để chỗ nào được. Đấy, bây giờ là hôm nay lên thì sẽ bảo vợ chồng chọn ra những cái tấm ván phù hợp và còn sử dụng được để mà tới này xếp vào chỗ này. Anh đo không biết không nọ, anh đo từ đây ra bên này là đúng chuẩn là bao nhiêu mét nhỉ anh Công nhỉ? 2m6. 2m6. 2m6 thì chỉ một miếng thôi, không cần nối. Một miếng là cắt phát 2m6 vì là anh thấy ván là lúa nó dài lắm. Vâng ạ. Đấy. Thì là ở đây xem là còn không biết cái diện tích bề ngang của ván bao nhiêu. Chắc ở đây là có khả năng là sẽ chuẩn bị khoảng 5 tấm đến 6 tấm nhỉ. 5 tấm đến 6 tấm thì mới lót được hết.
Phải 6 tấm. 6 tấm. Cần 6 tấm. Thì là sẽ lót được hết một cái gác thì xếp. Cứ mang máy vào thôi. Mang máy xong vào. Là hướng dẫn nó bào biếc cho nó sạch sẽ đi xong là. Đúng rồi. Đo trực tiếp cắt bắn vít thì vào thì bắn, không thì đặt lên đấy không được mà. Xong là anh nếu mà em cần đấy thì đấy anh hàn một cái lan can. Đấy, có một cái lan can thì nó tốt hơn anh ạ. Nó sẽ okay. Chắn được nhiều đồ đạc hơn. Đấy. Đấy là về cái gác xếp các bác nhé. Ok rồi đây, như này trong phòng, trong nhà chả bậc điện vẫn sáng trưng này. Ừ, trong nhà, bản thân là muốn thiết kế những cái ô cửa và ô thoáng như thế này để làm sao là ban ngày thì ánh sáng vẫn đầy đủ các bác, không cần phải bật điện. Như nhà các bác hay là nhà anh em, các cháu đang quay cũng thế thôi, làm sao ban ngày thì tận dụng hết cái ánh sáng mặt trời chứ không thể nào mà bật điện liên tục được. Nhưng mà với nhà Mông nhá, với nhà Mông là các bác thấy nếu mà đã bước vào trong nhà ấy thường là sẽ tối om hết luôn. Nếu mà đi trời nắng mà anh em từ ngoài nắng gọi là như kiểu là quán gà, không nhìn thấy cái gì. Không nhìn thấy cái gì cả, tối cực kỳ. Đây gần không như là có một ô cửa sổ tự nhiên hết, không đấy. Có cái gì cả. Mà hai nữa cái những cái màu sơn của nó như này là nó cũng sáng. Ừ. Nó màu sơn nó cũng sáng. Sáng, màu sơn là nó cũng bắt sáng đi các bác ạ. Đấy, đấy là về những cái thiết kế của bên phần gác xếp các bác ạ. Một cái gác xếp này ấy, thì là sẽ để được khá là nhiều đồ. Đấy, các bác thấy không? Các bác là những cái thực sự là những cái tải quần áo các bác gửi lên không mặc tới có thể để ra một góc, rồi là những cái đồ dùng. Đồ dùng nào mà không sử dụng đến hợp lý thì cũng cho lên đấy hết được. Kể cả sau này là hai vợ chồng có đi làm về có ngô, tất nhiên là ngô phải tẽ ra cho vào tải các thứ thì để lên trên này thì thoải mái, cực kỳ thoải mái luôn. Người Mông thì bao giờ là cũng có một cái bên trên gọi là thiết kế ra một dạng như kiểu gác xếp, nhưng mà người ta thiết kế kín hết để mà để được nhiều ngô ấy. Thì anh em cũng muốn là làm sao là lũ em nó cũng có một không gian, nó để những cái vận dụng đấy, thay vì là tống hết tất cả những cái đồ dụng vào một cái phòng. Cần thiết kế sắt vào đây để treo thịt không? Có anh ạ. Không nói là quên dặn anh em là sẽ thiết kế đến đây này anh ạ. Có khả năng là đóng mấy chốt nhá. Đấy, lên khoảng 50 phân. Thịt kể cả có treo nhá thì cũng không nói cũng không đến đây đâu. Thịt treo là đến đây đúng rồi, đấy. Đấy, thì nó phải bên trên này đi. Của em là thiết kế lên khoảng đến đây này. Đấy, treo miếng thịt, lúc đấy treo miếng thịt xuống nó cũng chỉ bằng này thôi. Đấy. Thì nó cũng bằng bằng chỗ này thôi. Nó không vướng. Ừ. Cái đấy thì là một cái ý tưởng mà em cũng tính đến rồi. Đấy, cứ chứ còn mà để mà sợ là trộm treo thì leo từ trên kia xuống thì cũng không sợ. Khó. Đấy. Chẳng qua là thiết kế vào để một phần là các bác thấy là an toàn. Cái thứ hai thì là gia đình lúa sau này phải để mà phát triển kinh tế lên, Tết đến thì cũng phải có thịt treo trong nhà các bác, thịt treo các thứ cũng phải có. Các nhà khác có thì không có lý do gì mà nhà mình không có cả. Mà nhà mình còn đẹp hơn các nhà khác thì đấy, càng không thể có lý do là nghèo khó hơn người ta. Đấy, anh em sẽ đả thông cái tư tưởng này cho lúa em. Đấy, đấy là những cái phần mà nhắc đến cái phần phòng ngủ. Đấy, có lẽ là nếu mà thiết kế gác xếp thì ý tưởng của anh thì làm như thế nào? Đây, anh em sẽ ngó qua một chút. Thì anh nhìn lại nhé. Anh bật điện lên. Đây này. Mình có thể là từ cái cửa này thôi. Từ cái cửa này hất vào đến tường thì là bên cao bên trên cái cửa là khoảng 30 phân chẳng hạn. Camera vào trong này để các bác. Từ cửa này lên 30-40 phân thì sẽ làm từ tường ra đến đây chẳng hạn. Đấy, anh làm cái khung sắt dọc từ đây sang kia. Đúng không? Tức là mình bên này. Ừ. Đấy. Ván có nhiều mà. Vâng. Đấy. Mà cái sắt kia không đáng bao nhiêu đâu. Nếu mà kinh phí không đáng bao nhiêu. Mình cứ làm theo chiều này lên. Ừ, đấy. Thẳng theo chiều này lên. Ừ. Khoảng 30 phân dọc sang bên này và chạy bắn sang hết đây. Sang bên này, chạy đúng sang rồi, bên đúng này. Rồi, đúng không? Đấy. À. Vì cái giường nó ở khu này. Không đấy, cái giường 1m6 nó chỉ ra đây thôi. Là nó không ở bên trên giường. Nếu mà đấy, có tủ thì thoảng. Sau này tủ tiếc ở đây đúng không? Tủ vẫn thoải mái. Nếu em mà thiết kế không? Thêm một cái gác xếp ở đây thì sẽ còn tận dụng được một cái không gian để được khá nhiều đồ. Các bác biết là mùa hè thì anh em mình không dùng đến những cái chăn bông đấy, mọi người biết rồi. Thì là có thể để chăn bông. Đấy, chăn bông này,
rồi là mùa nóng có thể là để đệm các thứ, không cần đệm cũng được. Vợ chồng ở trên này sinh hoạt là hay những cái đồ là bộn bề quá. Đấy, rút kinh nghiệm từ nhà Lũ Anh thì không thấy là nhà Lũ Anh thì bây giờ bốn mẹ con sinh hoạt ở một phòng thôi, cái phòng bên cạnh ấy thì là gia đình lại để hết những cái vận dụng, ví dụ như quần áo cô bác cho này, rồi là chăn màn các thứ sang cái phòng bên cạnh, thì thành ra là chật thành một đống này. Một cái phòng bên cạnh đáng lẽ là cũng phải là một cái phòng ngủ để giường, để tủ, nhưng mà thay vì là không có cái chỗ để những vận dụng không dùng đến lại để hết sang phòng đấy, thì anh em mình không muốn điều đó xảy ra. Thì là nếu mà hợp lý thì có lẽ là anh thiết kế thêm, đúng rồi, cái gác xếp bắn sang bên này từ tường này ra đây thôi, thẳng lên 30-40 phân hả, mình làm phát sang kia đấy, mà nhìn nó cũng không thấp đấy, và nó không bị vướng gì cả. Giường thì ở khu vực này, ví dụ như bọn nó có muốn lấy đồ thì đúng không, đứng lên giường với kéo cũng được, hoặc là sau này anh hàn cho một cái thang thấp thấp thôi. Cái đó thì không vấn đề gì cả, cái đó thì không vấn đề. Chẳng qua là anh em mình muốn là khi mà bước vào phòng, nếu mà cái gác xếp mà nó thứ nhất là chiếm diện tích quá thì vào phòng nó cũng trông bí. Thì đến chiều bằng cửa lên đi nhở? Bằng hoặc hẹp hơn cửa thì. Tức là một là từ tường đây ra đây, hai là từ tường đến một nửa đây cũng được. Cao lên tầm ngang bóng điện kia là thoải mái đúng không? Đến một nửa quá thì nó có hẹp quá không? Kim cao bằng bóng điện đi. Một cái bao tải nó chỉ bằng này, một cái bao tải nó chỉ bằng này thôi này, không đúng không, để dọc cái bao tải lên đúng không? Vâng, được, ok, ngang bằng bóng điện với lại cao nó cũng không đáng bao nhiêu chi phí đâu. Rồi có đâu, gỗ thì của nhà, gỗ thì ván nhà có nhà rồi, thế hết có khoảng tầm hơn cây sắt thì đáng bao tiền. Vâng, thế thì thôi, cứ quyết định luôn nhỉ, là anh hỗ trợ em là làm một cái gác xếp trong phòng ngủ nữa, sang hết không gian bên này thì đấy, những cái đồ dùng mà gia đình chưa sử dụng đến chăn màn, ý là làm thể, làm một thể đỡ đấy lằng nhằng. Ngày hôm nay mời các anh lên đây là cũng muốn là đấy, anh em mình vừa ghi hình vừa thống nhất lại để mà làm chỉnh chu cái ngôi nhà lúa. Bây giờ là theo em là bên này cần làm không, bên nào ạ? Đấy, nếu tiện làm có làm luôn hai bên không, đây này thấy không, đồ nó nhiều này. Đấy, không quay thì các bác không biết, mà quay thì các bác biết là các bác là đây. Thấy là đấy, nếu mà không có làm thì nó lộn xộn như đấy, thế này đấy, một đống như kiểu cái kho này. Đúng không, đấy thôi thì hôm nay cũng vẫn có mấy bác ở Hà Nội lên là cũng có gửi thêm những quà cáp, thì là có thêm mì tôm, nhu yếu phẩm các thứ, các bác thấy rồi. Thế mà thôi thì những cái đồ này gác xếp bên kia thì anh em mình cho lên bên đấy rồi. Cái phòng hai vợ chồng thì hộ em thiết kế cái gác xếp ấy, còn cái phòng này thì không cần thiết nữa. Đấy. Cái phòng này thì bản chất thì là không biết sau này là con cái như thế nào, nhưng mà bản chất thì các bác thấy rồi, một cái phòng thì thường thường là cho khách, nếu mà có khách nào đến thì tá túc ở, thì mình cũng không nên là làm quá cái nhiều đồ vào hay là gác xếp vào nó ấy. Thôi thì cái phòng này mình cứ để riêng ra như thế đi. Đấy, những cái đồ dùng này sau này không nghĩ là thêm hai cái gác xếp vào rồi thì nó sẽ không ngổn ngang như thế này nữa đâu. Thì là phòng này anh thôi là cứ để như thế đi. Sau này thì chắc chắn là nó sẽ phải gọn gàng thôi. Vâng. Không có mấy cái này mà. Đấy. Bây giờ là tạm thôi nhá các bác nhé. Tất cả những cái đồ này là hôm nọ trời mưa to quá, không thể để mà các em để ở bên đấy được. Bên đấy thì thưa với các bác là hơn một tháng ở và sinh hoạt thì là những lúc trời mưa đến là nước chảy bên dưới này, nước ruột bên trên này, nên em nên đất nữa. Quá vất vả thì là bảo hai vợ chồng chủ động trời mưa thì chuyển đồ hết sang bên này đi. Quay trở lại với cái bể thì là phương án của anh Công thì là mời anh Hờ đúng không? Anh Hờ đến này mà xây. Đầu thì thao, nhưng mà thao đội thợ đấy nó nhiều việc quá, quá nhiều việc luôn. Đội thợ thì chia sẻ với các bác biết thì là đấy, hiện tại đang làm nhà phứ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các anh có công trình riêng, các anh có công trình nhà 3 đến 4 tầng cơ, làm ở những cái địa phương khác nhau nữa thì rất là bận. Thì cái này nếu mà anh có gọi anh Hờ thì quan điểm em là thế này, cái nào hộ thì cái nào hộ, cái nào anh em mình đã nhờ đến thì cứ trả công cho anh em. Có. Đấy. Anh Hờ thì hộ gia đình ấy, ví dụ như bọn vợ con rồi thì kể cả
con trai con dâu hộ rất là nhiều rồi. Vâng. Mà thời điểm vừa rồi anh Hờ không hộ là vì anh Hờ cũng đi làm thuê, gia đình cũng hoàn cảnh nên là đấy, làm với bể lại anh bảo luôn là anh xuống làm đấy, kinh phí có thì hỗ trợ tiền công. Vâng ạ. Đấy, cho anh đỡ phải đi xa. Ừ, đúng rồi. Việc thì cũng không bao nhiêu đâu, nhưng mà các anh đã đến thì anh em mình đã gọi thì thôi, cứ trả theo cái công của bà con ở đây đi. Một người thợ làm thì chắc rơi khoảng mấy trăm nghìn, thì là cái đấy thì nhờ các anh bố trí. Gạch các thứ thì đầy đủ hết rồi. Đủ hết rồi. Và xi chắc cũng đủ rồi này. Đấy, sau khi làm cái bể này, ngày nào mà anh bố trí làm được luôn thì có thể là em sẽ tiện là sắp xếp một chuyến bột đá nữa, xi măng nữa. Em cứ chủ động bột đá xi măng. Ừ. Em chủ động. Càng sớm càng tốt. Thì là lên để mà giải phóng làm nốt cái sân đi. Đấy, sân đất này thôi. Vừa mới đổ thì cũng muốn là nó nén một tí. Thì cũng bảo vợ chồng rồi. Nước thì thật sự không có để mà nén rồi thì là cái này thì thuê đầm thì thật sự là cũng không có không để không mà cần. Không cần. Đấy. Nhưng mà làm sao là cũng không muốn là rút kinh nghiệm ở nhà Lô Anh là không đất vừa lún. Mới làm thì lún nó nhưng lún mà đây, lở ra. Đây nó chỉ có khoảng tầm 30 phân thôi. Cái chỗ này em san ra hẳn một cái tả ly âm nó không sợ nó lún đâu đúng không? Không. Hôm video trước thì không có chia sẻ bảo để hai anh em lúa là xây một cái bờ kè đã, bây giờ là xi thì chỗ này một bao thôi và bột đá thì cũng còn là cũng làm sao là xây cái tạm một cái bờ kè đó để mà san đất ra đó. Đấy. Cái này sau này nhá. Ừ. Sau này mình vẫn để một cái GG đúng không? Vâng. Để GG ví dụ nước nó có trôi lên nó không xuống nhà xử. Nó có thể là ra đằng kia hoặc là ra đằng kia. Đúng, mình không đổ phẳng. Đúng không? Vâng. Ví dụ em để xuống tầm 5 phân. 5 phân này thì nó chắn nước. Nó không xuống nhà xử vì nhà xử không chát. Vâng. Làm sao nó không ảnh hưởng thôi. Không ảnh hưởng đến hàng xóm đâu nhỉ. Đấy. Ván còn nhiều này. Ván ở dưới kia còn nhiều. Bây giờ hai vợ chồng ra đây bố trí rồi đây. Đây khu vực này thì là ngày hôm nay anh em mình lên là các bác thấy là đã dọn sạch hết rồi nhá. Giải phóng hết rồi. Giải phóng hết rồi. Một cái chỗ này 1.500.000. Nhưng mà thành thử mà nói thì là các chị em là làm không đạt công đâu. 3 ngày, 2 ngày rưỡi anh ạ. Nhưng mà làm với một cái tần suất là không có nghỉ ngơi. Đấy. Đây là cái chỗ bên cạnh này, này thì là cũng có ba góp ý đấy. Là làm sao là chát chít làm sao cho nó phẳng hết đi. Đấy. Cát thì không biết là làm đủ bể thôi đúng không? Sợ thiếu. Thì là chỗ này thì nếu mà làm cái chỗ này không biết là có dùng bột đá nó chát được không? Không. Cái này cho cát. Dùng cát á. Cái này anh em mình cái chân này nó không cần phẳng phiu như trên kia. Thế thì em bảo đắp. Thế thì em bố trí là 2 khối bột đá, 1 khối cát. Ừ. Nhé. Ừ. 13 xi. Ừ. Đủ không? Đủ. Đấy, và chỗ này sẽ bảo vợ chồng lũ em là đào một cái rãnh nước bé bé ra đây. Đấy. Nó ở đây nó không có nước mấy nữa rồi. Không ạ. Có cần không? Đợi nhờ. Bởi vì là đằng sau mình đã đào rãnh nước rồi. Đấy, đào rãnh đây. Mà kể cả hôm qua hôm kia mưa đây nó cũng có nước đâu. Đúng không? Bây giờ thời điểm là cũng chưa mưa nhiều cũng không biết được. Đây có rãnh đây rồi. Ừ. Nó thoát ra đây nó ngấm hết này. Đấy mà chỗ này mình đón hết giọt rãnh nhòn đâu. Ừ, chỗ trên mái là đón hết rồi. Chẳng qua là lúc mưa nhiều ấy thì là trên đường nó cũng chảy xuống nhiều lắm. Ừ. Đấy ạ. Đấy, trước là bảo vợ chồng bố trí là đào luôn. Và cái chỗ này này, sau này A Hờ có tay nghề thì thôi, vật liệu lên cho A Hờ chát luôn đi. Cũng được. Chắc cái này một mình anh làm một buổi, không đến buổi đâu mà nếu mà thợ, các anh em thợ lành nghề thì làm cũng nhanh thôi. Cái này thì chỉ đắp phủ vào cho nó kín này thôi, nó không cần phải phẳng như thế này. Vì đây nó dưới chân móng mà lúc các anh xây thôi, có cần phải lấy phẳng đâu. À, trước các anh ấy làm thì là các anh không thể nào mà chát được chỗ này bởi vì các bác thấy là đất nó chìm, kín đến đây chìm đất rồi chìm đến đây rồi làm sao làm được. Và đây để mà các bác biết là anh em không nói ngoa thì là anh đây em này. Đã tôn cái nền đất của lúa em lên là 1, 2 từ đây xuống đây 60 phân còn dưới này 40 phân nữa gần 40 phân gần mét chính xác là 40 phân anh ạ. Từ chỗ này anh em thợ là cô mua anh em chợ chia sẻ ấy, thì nó rơi vào khoảng 65 phân.
thì là từ cái nền nhà cũ của em lúa. À đúng rồi, đấy. Đây là cái răng, ừ, cái răng đây, móng này. Cái răng móng nó phải đến đây này. Và bây giờ các bác phải hiểu rằng là nếu mà anh em có ốp lát nền nữa thì nó phải đến đây này, đấy. Ốp lát nền, riêng cái gạch hoa đấy là nó đã rơi vào là bao nhiêu rồi? Ốp lát đã mất khoảng tầm 3-4 phân rồi. Đấy, thì là chính xác là nó sẽ rơi vào khoảng những độ này này. Chưa kể vữa. Đấy, thì từ cái móng lên thì nó rơi vào là 1m5 phân rồi. Đấy, các bác, cái anh em mình dọn đi hết thì các bác mới thấy, chứ còn trước thì các bác bảo vẫn chưa thấy nhà cao, vẫn chưa thấy nền cao thì thật sự là phải dọn xong. Cháu Khâm cũng khẳng định luôn với các bác là phải dọn xong các bác mới nhìn đấy, thấy được. Nếu mà đấy, muốn cao thì bỏ hết cái đất này đi. Bỏ hết cái đất, bỏ hết cái đất này đi. Cái sân này thì sau này là đây, ý định của em thì là làm một cái hàng gạch ra đây, xong bắt một cái hàng gạch ra bên kia để mà làm nốt cái sân đi, nó sạch sẽ đi. Thế là đấy, đây ý em là thẳng theo tường nhà đúng lúa, rồi đúng không? Đúng rồi, đúng đất của lúa mà làm thôi. Ừ. Không có lấn chiếm của gì bác nữa. Bác thôi kệ, kệ bác sau này bác làm gì bác làm. Nhưng cái kia đúng là chát vào là hợp lý. Chát vào, phải chát. Đấy, cho nó đẹp đẽ đi. Anh em mình đã làm chỉn chu từ đầu đến cuối rồi, cũng không thể nào mà vì một cái vài cái điểm mà nó làm không đẹp. Đây, hai vợ chồng thì đang Khâm bảo bố trí tìm những cái cây ván còn tốt của gia đình để mà làm gác xếp. Cái này đẹp này, ủi dày nhờ. Ở đây có cây nghiến không nữa? Ơ Khâm ơi. Dạ. Không, bây giờ chưa lấy hết cốt pha đi à? Đây vẫn cốt pha. Cốt pha đây thì vì là do điều kiện đi lại chở vất vả quá. Hôm nọ là chở đủ răng móng xong là phứ tạm dừng để mà chở gạch tiếp. Thế sau này anh em bắc giáo. Đấy, anh em bắc giáo đây sẽ không tiện như đây. Vẫn phải chở chỗ này đi thêm. Vì đây là tháo được cái nhà gỗ này ra rất là tiện cây. Đúng rồi. Bên đấy thì anh nghĩ là còn vất vả hơn nhiều ấy. Gia đình cũng bố trí được thêm mấy cái cây để mà anh em bắc giáo thôi. Đấy. Nếu mà để mà đủ thì chưa bao giờ đủ ở riêng nhà tấm phứ. Tấm này này. Đấy dài. Ui sở dài nó quan trọng thì cắt đi hết. Cắt đôi được không? Bây anh giờ ấy lấy máy bào các thứ. Bây giờ anh em mà không làm ấy, sau này lúa em nó cũng chỉ vứt ở đây nó mục thôi. Đấy. Thì bây giờ là lúa xem nào. Ở đây là cây gì? Cái này mình cũng không biết được là những cái tấm ván này là cây gì, nhưng mà về cơ bản nhỉ, những cái tấm này này là còn chắc chắn và còn sử dụng được quá tuyệt. Bây giờ nhá, bào đi là quá sạch. Một cái tấm ván mà dày độ khoảng ở đây là không ước chừng nó khoảng 4 phân thì đồ ấy, riêng để bao nhiêu đồ là không sợ là nó bị gãy đâu. Thoải mái luôn. Ôi, ván ép kia có phần 2 thôi chú ạ. Ván ép kia. Đấy, phần về lâu về dài cả đời ha, gia đình vợ chồng sinh hoạt đấy. Nãy anh em đo trên kia là 2m6 nhỉ. Riêng một cái tấm này là anh em mình đã cắt ra được khoảng là 2 tấm rồi. 2 tấm đó. Đấy. Cái này một cái này là được 2 tấm thì là em chọn ra khoảng 2 miếng như này nữa. Rồi trong phòng ngủ thì là 2 miếng. Thì là tổng cộng là 5 miếng. Nhờ. Đấy. Ừ. Là sẽ đủ. Mai lấy máy bào vào. Mai lấy máy bào vào, máy cắt vào, cắt những cái đen đen này đi luôn. Đây này. Nó phẳng. Tấm này nữa này. Đấy. Tấm này này. Tấm này này, tấm này này. Đây anh chỉ luôn nhá. Trước đây nhiều gỗ nhỉ. Anh chỉ luôn này, lúa này. Em lấy 2 tấm này này. Tấm này là được 4 tấm này, tấm này 5 tấm này, cắt đôi ra là được 10 tấm. Bên trên gác xếp của nhà vệ sinh thì dùng vào 6 tấm và bên phòng ngủ thì dùng vào. Ồ, bên phòng ngủ là hình như là dài hơn một tí đấy anh ạ. 2m7. 2m7. 2m7, 2m8 gì đấy. Chưa đo kỹ nhưng mà tầm. Đấy. Thì là em mai em chủ động là chiều nay làm luôn đi, là lấy 2 tấm anh chỉ này này, tấm này này, lựa này thôi nữa. Lựa tấm nào đẹp vứt ra để mà mang lên trên kia, mai các anh vào tranh thủ để mà hoàn thiện nốt cái gác xếp đi, để đồ cho nó gọn gàng. Đấy, máy bào về cho nó anh mang máy bào sạch, máy cắt tí. Máy trà. Ừ. Trà nhẵn nhụi đi. Ừ. Có cần pec ly không? Có cần pec ly không? Đấy là sơn không? Cho đẹp. Có cái phun gì đấy. Phun PU không? Thực ra là dùng cái lọ phun mà em thấy người ta bán ấy. Không, cái đấy không được. Không, hay không. Hay là cái gì mà em thấy các anh em thợ mộc hay làm để mà phun vào bóng ấy. Đấy. Nhưng cái gỗ này thì ban đầu cũng thật sự là lũ em cũng bảo luôn rồi, chắc là
cái gì tận dụng được thì sử dụng, còn cái gì mà không tận dụng được chắc có lẽ là sau này là để đun củi thôi. Cái này thật ra trước nó là ở cái sàn trên thôi, chứ còn cái thời điểm mà anh em mình dỡ nhà, những cái sàn là nó mục hết rồi. Đúng rồi. Mục hết rồi. Cột còn mục ấy. Có cái này là nó ở cái sàn đó, chứ còn cột cũng mục này. Xà có cái trèo lên gãy mất. Tấm ván này là giải. Giải cái sàn mà các bác thấy nãy Khâm có chia sẻ đấy, là người ta làm một cái sàn bên trên đấy, mục hết này. Để ngô các thứ. Hôm nọ anh em mình xếp như thế này thì nó cũng chưa rõ hàng lối gì đâu. Thì là anh sẽ gọi A Lúa đến hai anh em hỗ trợ nhau. Ra đây, ra đây, ra đây dặn đã. Ôi gà vào nhà. Thấy gà vào nhà. À, anh đây, đây anh bảo này. Mai anh sẽ bảo anh Lúa nữa, hai anh em cùng nhau là hỗ trợ nhau. Ở trong kia thì là còn có xi này, có bột đá này. Anh em là sao lấy quà, làm sao bạt bạt và xây theo một hàng gạch ở đây hộ anh. Ôm theo cái đất của em này. Đấy, đúng rồi. Hiểu không? Cái này là hôm nọ anh Khâm chỉ thì gọi là bảo xếp đây để định hình sẵn là sau này thôi. Sẽ xây như thế này. Ừ. Nhưng mà lúc mình xây nó phải cái mặt bằng trên này nó phải phẳng phiu này. Ừ. Và đấy cứ theo cái thế đất thôi. Không cần phải căng thẳng tưng, thẳng tưng thì nó chiếm vào đây nhiều quá. Mà cứ theo cái vòng vòng này, vòng cũng được. Đấy, cái đất hai vợ chồng nén được bao nhiêu thì nén lại rồi là san, xây xong là mình san. Rồi là khi mà các anh bố trí lên làm bể xong ấy, anh Khâm cũng bố trí bột đá với lại thêm xi măng lên để mà làm nốt cái sân cho em, chát nốt cái phần bên kia thì là xong cái ngôi nhà của em để anh em bàn giao. Trước tiên là xong cái phần ngôi nhà đấy, phần chuồng trại anh em mình sẽ tiếp tục xử lý và bố trí các bác. Khâm làm việc thì sẽ theo lộ trình từng bước một các bác. Mong các bác rằng là hết sức là nán lại để mà xem những cái hành trình sau đó anh em mình. Thực sự là đi làm một cái công việc như thế này nó phải theo lộ trình từng bước, không anh em mình cũng muốn nhanh nhưng mà không thể mà nhanh được. Từng bước một anh em xử lý làm sao cho nó hài hòa. Anh em không phải là làm một cái bộ phim là có thể nó theo lộ trình thế này thế kia được, nhưng mà thực tế mà cứ dựa theo thực tế mà làm thôi thì cứ thôi. Bây giờ đã nhà cửa xong xuôi rồi thì những cái phần này bên hiên các thứ là cũng xong xuôi hết đi, rồi bàn giao nhà cửa công khai tài chính, rồi là cái phần chuồng trại anh em mình tiếp tục lo toan tiếp. Đấy, hôm nay bố trí công việc như thế, anh sẽ điện cho anh Lúa. Tất nhiên là trong quá trình làm thì sẽ làm sao mà trích tiền quỹ ra mua thức ăn cho anh em nấu ăn thoải mái thôi. Đấy thì là cứ hai anh em hỗ trợ nhau làm ở đây đi. Đấy, thời điểm này các bác thì anh Lúa cũng ở nhà thôi, thì gọi được thì càng tốt, còn không được thì Lúa em vẫn cứ làm được thôi mà, không có vấn đề gì hết. Cái này không phải xây nhà, không phải sợ là làm cong hay như nào đâu, em cứ làm chắc chắn vào là được đấy. Chắc có lẽ là video này của hai kênh đến đây thì cũng xin phép được khép lại. Hôm nay anh em mình lên để mà bố trí những cái công việc còn lại của nhà Lúa em trước khi là bàn giao nhà cửa. Đấy, Lúa nhớ công việc các anh căn dặn chưa? Bây giờ là đi chọn ván về vác ra đây, mai các anh mang máy lên các anh sẽ cắt và bào. Đấy, phần công việc thứ hai là bố trí làm một cái hàng gạch ở đây, các anh lên làm bể, các anh sẽ mang thêm vật liệu lên bể làm nốt cái sân cho em. Sạch sẽ đi lại, không có ai nói gì nữa. Đấy. Yên tâm, hôm đấy là cùng nhau anh em vào làm. Cùng nhau làm thôi. Làm cái này xong là đến đâu là mấy anh em chỉnh đấy. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị trong những video tiếp theo của hai kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn.